Cách đây 6 năm, Iceland gây chấn động làng túc cầu thế giới sau kỳ tích lọt vào vòng tứ kết Euro 2016 ngay lần đầu tiên tham dự. Thời điểm đó, nhiều người vẫn thường mỉa mai việc UEFA mở rộng số đội tham dự vòng loại Euro từ 16 lên 24 đội đã giúp Iceland đạt được thành tích trên. Họ cho rằng sự góp mặt của một kẻ nhược tiểu như Iceland sẽ làm giảm đi chất lượng của giải đấu. Thế nhưng, đất nước nhỏ bé này đã chứng minh điều ngược lại. Các cầu thủ của họ thi đấu quật cường như những chiến binh, lần lượt vượt qua nhiều ông lớn châu Âu như Áo và Anh để tiến đến trận tứ kết và chỉ chịu dừng bước trước chủ nhà Pháp. Kỳ tích của Iceland khiến cả thế giới phải nghiêng mình nể phục. Không chỉ là một luồng gió mới thổi vào giải đấu, Iceland còn khiến cho kỳ Euro năm đó trở nên khó quên hơn bao giờ hết. Một câu chuyện cổ tích được băng đảo viết nên trên đời thực. Thế nhưng, không dừng lại ở đó, sau Euro 2016, Iceland viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình trong chiến thắng 2-0 trước Kosovo ở trận đấu rạng sáng hôm 10 tháng 10 năm 2017, đã giúp đội bóng của luyện viên Heimir Hán Grimsson giành vị trí nhất bảng Y vòng loại World Cup khu vực châu Âu với 22 điểm sau 10 trận và đoạt luôn tấm vé tham dự vòng chung kết tại Nga một năm sau đó. Đó cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Iceland giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Với dân số 330.000 người, băng đảo cũng trở thành đất nước có dân số thấp nhất từng giành vé dự vòng chung kết World Cup. Vậy họ đã làm cách nào để tạo nên kỳ tích đáng nể trên? Ngay sau đây, quý vị và các bạn hãy cùng subscribe kênh, bấm rung chuông, like các sản phẩm của Tuyền Văn Hóa Stadium để cùng chúng tôi đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi trên nha. Trước hết, chúng ta cần phải khẳng định Iceland không phải là một đội tuyển có quá nhiều sao số. Với mật độ dân số ít ỏi, đội bóng này trông như một gia đình thu nhỏ. Kỳ tích của họ được tạo nên một phần đến từ việc họ rất đoàn kết và là một khối thống nhất vững chắc. Thời tiết Iceland khắc nghiệt, phần lớn thời gian các cầu thủ tập luyện trong nhà thay vì sân vận động ngoài trời. Nhưng cứ mỗi khi xỏ giày thi đấu, họ đều chơi bằng tất cả niềm đam mê với môn thể thao này, không toàn tính, không áp lực. Trong đội hình của Iceland, niềm hy vọng của cả băng đảo đã sớm được đặt vào đôi bàn tay rắn chắc của Hannes Thor Halldórsson. Nhưng trước đó, anh phải làm một công việc rất khác, chăm sóc những đứa trẻ tại trại trẻ Reykjavik. Halldórsson đang hướng dẫn một chú bé nhỏ thó với hai lá quốc kỳ được vẽ lên trên má, cách thức để ăn mừng theo kiểu người Viking. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, anh tiến tới chiếc camera và chỉnh một chút về sự tương phản. Và từ đây, một thước phim hoàn hảo được ra đời. Đó là khung cảnh một buổi quay phim của Halldórsson để quảng bá cho chiến dịch World Cup tại Iceland cách đây 4 năm về trước, sau khi quốc gia này được dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Công việc quay chụp của cầu thủ 34 tuổi diễn ra rất thuận lợi. Cũng dễ hiểu, bởi chỉ 4 năm trước đó, anh vẫn đang là một nhà quay phim toàn thời gian. Một nhà làm phim lại có thể trở thành một cầu thủ. Với đa số, đó là câu chuyện khó tin, nhưng với người Iceland thì không. Đây là việc bình thường tại Iceland, Halldórsson mỉm cười. Anh không phải là trường hợp duy nhất. Huấn luyện viên hiện tại của đội tuyển xứ đảo băng là một nhà sĩ. Các đồng đội của anh có người thì từng làm công việc vận chuyển muối bán thời gian. Ở một đất nước nhỏ bé như Iceland, mọi người đã quen thuộc với sự đa năng và nhanh nhẹn. Có lẽ vì thế, cư dân ở đây thấu hiểu nhau và đoàn kết hơn. Ai có tiếng thét lớn nhất nào? Halldórsson la lên, và phía đối diện, những đứa trẻ bắt đầu bước vào độ tuổi đi học lặp lại cùng với điệu ăn mừng của người dân Viking. Chỉ với một hành động nhỏ như vậy, lòng tự tôn dân tộc đã len lỏi vào khắp các tâm hồn nhỏ bé của những đứa trẻ tại Iceland. Phong cách ăn mừng ấy được Iceland giới thiệu hoàn hảo với thế giới thông qua Euro 2016, nơi họ lọt vào tới tứ kết ngay trong lần đầu tiên tham dự. Nhìn lại hành trình ấy, chúng ta càng thêm khâm phục những người Iceland. Họ đã xuất sắc cầm hòa Bồ Đào Nha và thậm chí còn đánh bại cả tuyển Anh. Thành quả trên không phải là hiện thân của sự may mắn và những điều kỳ diệu trong cuộc sống. Đằng sau đó là nỗ lực hơn 2 thập kỷ của những người làm bóng đá tại đất nước được bao phủ bởi những dòng sông băng dài bất tận. Họ bền bỉ, kiên định và vững tâm. Rồi điều gì đến cũng phải đến. Bóng đá Iceland liên tiếp giữ hết Euro rồi đến World Cup chỉ trong 2 năm. Đà thăng tiến vũ bão đến mức trước thềm World Cup 2018, cố huyền thoại Diego Maradona đã phải thừa nhận ông cảm thấy e sợ trước viễn cảnh Argentina gục ngã trước Iceland nếu thi đấu không thận trọng. Kìa, Maradona đang lo sợ về chúng tôi. Halldórsson ngày ấy tự hào. Không chỉ Maradona, hàng ngàn người hâm mộ khác đã biết tới đất nước Iceland. Nhưng là về sức mạnh trên sân cỏ, thay vì băng giá, núi lửa hay khủng hoảng kinh tế như trước kia. Bạn phải rất thận trọng khi đánh giá một quốc gia dựa vào thành tích thể thao của họ. Còn với Iceland, cả thế giới biết đến chúng tôi có thể làm những điều vượt ngoài sự tưởng tượng. Tổng thống Gudni Johannesson trả lời trên tờ The Times cách đây 4 năm. Vậy rút cuộc điều gì đã xảy ra với Iceland để từ một quốc gia từng nhận thất bại trên những đội bóng nhược tiểu như đảo Faroe hay Liechtenstein lại có thể đi đến vòng chung kết World Cup sau chưa đầy 10 năm? Chúng ta cần phải đến Breiðablik,
một câu lạc bộ nằm ngoại vi thành phố Reykjavik để tìm lời giải đáp. Tại đây, vào những ngày đông giá lạnh sau một chiều xuân tuyết tan, đều có khoảng 100 đứa trẻ đang miệt mài chơi bóng dưới sự chỉ dạy của một ông thầy nắm trong tay bằng huấn luyện viên cấp quốc gia trong một ngôi nhà bóng đá. Tiện ích được quốc gia Bắc Âu xây dựng nhằm nuôi dưỡng niềm đam mê túc cầu và chống lại sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Một nhóm nhỏ các cậu bé 8 tuổi tập dẫn bóng, còn phía bên kia thì chia đội để chơi bài đối kháng. Không có nhiều áp lực và rất ít tiếng la hét từ huấn luyện viên. Ở tuổi này, chúng ta cần để mấy đứa nhỏ thể hiện bản thân. Ông Hakon Sverrisson nhận định, người chịu trách nhiệm tại đội trẻ Breiðablik Blik, đồng thời là một giáo viên dạy toán trong quá khứ. Bốn thành viên trong tuyển Iceland đến World Cup 2018 từng chơi tại ngôi nhà bóng đá trên, nơi bắt đầu hoạt động từ năm 2002. Đến nay, tổng cộng 13 công trình tương tự được xây dựng trên khắp đất nước Iceland và làm bệ phóng cho hàng nghìn tài năng trẻ tuổi. Đó chưa phải là tất cả, những thứ thuộc về bóng đá, họ sẽ dành cho bóng đá, không vì mục đích nào khác. Khoản tiền bản quyền truyền hình được sử dụng để xây dựng lên 150 sân bóng nhân tạo, đa phần có hệ thống sưởi để tránh bị đóng băng, đặt cạnh những trường học và như thế, mọi đứa trẻ đều có thể đá bóng bất cứ lúc nào. Tôi cho rằng lý do bản thân có thể tiến xa đến như vậy là nhờ được tập luyện thường xuyên. Thật tuyệt vời khi được chơi bóng cùng những người bạn trong lớp. Tiền đạo John Daly Bopvason, người sống tại Selfoss, một thị trấn chỉ với vỏn vẹn 7.000 dân, chia sẻ: một nền bóng đá để tiến lên cần sự đầu tư toàn diện. Và người Iceland biết rằng những đứa trẻ sẽ chẳng thể bước đúng hướng nếu thiếu lời chỉ dạy của huấn luyện viên. Vì thế, thêm một cuộc cải tổ toàn diện nữa. 15 năm trước, không người Iceland nào sở hữu bằng huấn luyện viên chuẩn A hay B của FIFA. Giờ đây, quốc gia Bắc Âu có tới tổng cộng 117 người nhận chứng chỉ trên. Quốc gia nhỏ bé Iceland đã thành công trong việc chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhà cầm quân. Nếu xét về tỷ lệ huấn luyện viên trên đầu người, họ còn cao hơn cả những Anh, Đức hay Tây Ban Nha. Nhắc đến câu chuyện về sự thành công, những gì bóng đá Iceland đang có không phải kết quả của một phút lóe sáng thần kỳ. Từ thập niên 90, đất nước nằm ngay cạnh vòng cực Bắc đã quyết định thể thao hóa ghế nhà trường. Nếu bạn để những đứa trẻ làm quen sớm với thể thao, cuộc sống của chúng sau này sẽ lành mạnh hơn. Không chỉ về mặt thể chất mà còn cả tinh thần và tâm lý nữa. Kết quả thì thật tuyệt vời. Kari Johnson, một quan chức thể thao tại Gardabe, nơi sẽ khánh thành ngôi nhà bóng đá trị giá 40 triệu USD vào tháng 9 tới, cho biết: được cung cấp mọi tư liệu cần thiết, trình độ chơi bóng của người Iceland tăng lên không ngừng, những hợp đồng xuất ngoại được ký ngày một nhiều hơn, và bóng đá với một bộ phận đã không còn là người tay trái nữa, một khuôn mẫu bài bản đã ra đời. Chúng ta đã chuyên nghiệp hơn rất nhiều, nhà xã hội học Vidar Hansson thốt lên đầy kinh ngạc, pha lẫn sự tự hào. Sự chuyên nghiệp cũng tới với Lars Gerbach khi ông tiếp quản ghế nóng của tuyển Iceland vào năm 2011. Sau khi thành công trong việc kết nối và khơi dậy khí chất của người Viking, tuyển Iceland thẳng tiến chóng mặt. Họ suýt nữa có được vé dự World Cup 2014 trước khi tạo ra cú sốc ở kỳ Euro tại Pháp chỉ 2 năm sau đó. Đây là một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử Euro. Cựu danh thủ Lothar Matthäus bình luận trên sóng Fox Sports sau khi chứng kiến Iceland vượt qua Anh bằng một màn trình diễn thuyết phục. Sau chiến tích tại Euro 2016, ông Lagerbäck cảm thấy hài lòng với những thành tựu đã có với bóng đá Iceland và ra đi cùng những sự ca tụng. Trợ lý Heimir Hallgrímsson, chiến lược gia kỳ lạ bậc nhất thế giới, là người được lựa chọn ngồi vào chiếc ghế nóng. Vốn là một nhà sĩ, ông Hallgrímsson chắc chắn là huấn luyện viên tuyển quốc gia duy nhất có thể trồng một chiếc răng thành công. Và được làm việc tại Iceland, vị trí của ông được đảm bảo, sẽ không có chuyện tỉnh dậy sau một đêm và nhận chấp sa thải như vẫn xảy ra ở khắp châu Âu. Vào năm 2011, trong nỗ lực cố gắng kết nối đội tuyển với người mộ, ông Hallgrímsson, khi đó mới chỉ là trợ lý tại Iceland, đã quyết định sẽ tổ chức một buổi gặp mặt với những người đại diện đến từ Thorfann, hội cổ động viên chính thức của đội bóng, tại một quán bar gần sân vận động quốc gia. Trong buổi giao lưu đặc biệt ngày hôm đó, Hallgrímsson đã trình bày cụ thể về những mảng miếng chiến thuật, những thông tin chi tiết về đội hình sẽ ra sân, rất cụ thể và không hề e sợ về sự lộ lọt thông tin. Từ đó đến trước khi được dự World Cup 2018, ông Hallgrímsson vẫn giữ thói quen đó trước mỗi trận đấu trên sân nhà. Nhưng câu chuyện đã khác đi rất nhiều. Từ một nhóm chỉ gồm 7 người trong buổi gặp gỡ đầu tiên, hiện tại, mỗi buổi tụ họp là một bữa tiệc thực sự với sự góp mặt của hàng trăm người. Tình đoàn kết cũng nhờ thế mà lan rộng rãi, bắt đầu từ suy nghĩ sang hành động. Tại Euro 2016, đã có tổng cộng 27.000 người Iceland sang Pháp, tức 8% dân số của quốc gia Bắc Âu. Trận tứ kết với Anh, có tới 99,8% dân số nước này ngồi trước màn hình TV, khó tin, và là ao ước của mọi quốc gia. Và tại World Cup trên đất Nga 4 năm trước, dù quãng đường có xa và chi phí có đắt đỏ hơn rất nhiều, nhưng những tôn fan trung thành vẫn hiện diện trên khắp các khán đài của nước Nga cùng tiếng hô vang đặc trưng của người Viking huyền thoại. Chúng tôi không có những ngôi sao lớn, điểm tựa của Iceland sẽ là lòng quyết tâm cùng sự ủng hộ của hàng vạn người dân quê hương. Tôi vẫn nhớ niềm vui sướng của họ khi tuyển quốc gia làm nên lịch sử. Tôi nghĩ đó mới chính là thứ đẹp nhất trong bóng đá. Thủ thành Hallgrímsson trầm ngâm. Nhưng có lẽ
Henderson đã đúng, bởi suy cho cùng, bóng đá cũng chỉ nhằm mưu cầu hạnh phúc. Vì thế, người Iceland vẫn chính là họ tại World Cup 2018. Vẫn chơi theo bóng đá chịu đựng, vẫn dồn lên khi nhận được một thời cơ nhỏ nhoi, vẫn ra sân với tinh thần bất khuất của những cư dân đến từ băng đảo lạnh lẽo. Để rồi dù câu chuyện cổ tích của họ không được viết tiếp, nhưng nỗi sợ của Maradona trước giải đấu đã trở thành sự thật. Iceland đã xuất sắc cầm hòa Argentina của một Lionel Messi siêu đẳng và nuôi hy vọng lọt vào vòng trong cho đến phút cuối cùng của vòng bảng. Bóng đá chứa đựng đầy những bất ngờ và vẻ đẹp của tinh thần đoàn kết. Iceland tại kỳ World Cup 2018 chính là hiện thân tinh túy nhất của vẻ đẹp duy mỹ mà người hâm mộ chờ đợi để điểm xuyết cho một giải đấu thành công trên đất Nga năm đó.